vòng tay của bạn đâu đủ lớn để cứ ôm mọi thứ vào người như vậy được. Mà cho dù có đủ lớn đi chăng nữa thì tại sao lại chọn ôm những thứ làm tổn thương bản thân mình vào người làm gì? Thay vào đó, hãy buông bỏ một vài thứ và chọn cho mình những lựa chọn mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Sao hồi chúng ta, ngay cả những cái cuốn sách mà self-help á, thì cũng luôn cố gắng truyền cho chúng ta một cái thông điệp, đó là hãy luôn kiên trì, những cái điều tốt đẹp sẽ nằm ở phía cuối con đường. Thế, mọi người có nghĩ là khi mà lúc nào cũng kiên trì thì sẽ có kết quả không? Trong cuộc sống của mọi người, có lúc nào mà mọi người nghĩ đến chuyện buông xuôi chưa? Lúc trước, mình nghĩ những cái người nói câu này là họ thật sự chưa cố gắng hết mình thôi. Nhưng mà hiện giờ thì mình lại có cái suy nghĩ khác, nhất là trong chuyện tình cảm. Có một kiểu người là họ sẽ sống hết mình cho hiện tại. Thì ra những người như vậy thì cũng sẽ có điểm yếu của bản thân. Đôi khi đối với họ thì từ bỏ dường như là việc không thể. Có những người sẽ là đặc biệt đối với họ, có nghĩ thì họ cũng sẽ không nghĩ tới chuyện là sẽ buông bỏ. Nhưng mà trong chuyện tình cảm thì không phải cứ cố gắng là sẽ được. Người ta thường dùng cái cụm từ là đời mà, dùng để chỉ một sự bất lực trong cuộc sống. Có những chuyện suy nghĩ thật lâu nhưng mà vẫn như cũ, trong lòng vẫn rối bời, thì nên chấp nhận buông bỏ. Có những người bạn cố gắng ngày đêm để ở bên, nhưng mà đổi lại họ chỉ làm bạn thất vọng hết lần này tới lần khác, thất vọng quá nhiều. Thì tại sao không buông tay để trái tim bình yên? Như mình đã nói trong clip mối quan hệ mập mờ là thanh xuân có bao nhiêu đâu mà để dành hết cho niềm đau. Nói thì dễ nha, thế mọi người có biết cách buông bỏ không? Mọi người có muốn tham khảo ý kiến của mình không? Nếu muốn thì ở lại và xem tiếp tục nha. Và đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Mình cảm ơn trước. Làm sao để quên đi một người, nhất là khi bạn vẫn còn tình cảm với họ? Theo công thức của Ký Kỳ Cục mình á, đó là thời gian cộng thất vọng thì sẽ bằng buông bỏ. Làm sao có thể nói quên là quên được liền? Khi mà trong những cái bộ phim tình cảm ngược xuôi đủ thể loại á, cho dù có mất trí nhớ thì bằng một phép màu nào đó thì họ vẫn nhớ được người họ yêu và cất hình bóng vào một ngăn nào đó trong não. Thì tình cảm mà, bạn đâu thể ra lệnh cho con tim của mình được. Cũng lấy ví dụ như là việc học ngoại ngữ đi, bạn đâu thể nào từ một sớm một chiều, từ một đứa mất gốc vèo vèo lên chém gió như một người bản địa được. Cái gì cũng cần thời gian, nhất là khi bạn đã dùng trọn con tim để yêu một người. Bạn đâu thể nào mà gượng ép bản thân cố quên họ ngay được liền. Như vậy chỉ làm bạn mệt mỏi và nhớ họ thêm mà thôi. Thay vào đó thì hãy phân chia quỹ thời gian của mình một cách hợp lý. Mình gọi khoảng thời gian này là khoảng thời gian để quên một người. Ví dụ, lúc đầu bạn dành khoảng 100% thời gian để bạn nhớ họ, thì bạn hãy tiết chế lại những cái lần sau chỉ còn 80%, 70%. 20-30% đó thì bạn dùng để bạn yêu thương bản thân mình, tham gia những cái hoạt động thể dục thể thao nè. Một phần vừa giúp bạn bận rộn để không có nhiều thời gian để nhớ tới họ, và phần nữa là giúp cơ thể mình cải thiện sức khỏe để có một vóc dáng đẹp hơn. Đương nhiên thời gian có là bao thì cũng đâu thể khiến bạn quên đi một người mà bạn yêu, nếu mà không có yếu tố của sự thất vọng vào. Nếu mà trong đầu bạn có cái suy nghĩ là muốn quên đi một người á, thì chắc là ít nhiều gì bạn cũng đã có một ít thất vọng về họ rồi. Thì có một câu vậy nè, gom đủ thất vọng thì tự giác rời đi thôi. Một người xứng đáng thì sẽ không làm bạn thất vọng tới mức mà còn yêu mà vẫn lựa chọn rời đi cả. Trách để trách họ không xứng với bạn thôi. Vì ở cạnh một người vô tâm thì nó không còn được gọi là cuộc tình nữa, mà gọi là một sự chịu đựng. Bạn có thể hết lần này tới lần khác bào chữa cho sự vô tâm của họ, nhưng mà bạn không thể tự lừa dối cảm xúc của bạn được. Bạn cứ tiến lên một bước thì họ lùi xuống một bước. Thì bạn cứ cứng đầu tiến lên, nhưng mà trong lòng bạn đã rõ một cái sự thất vọng về họ rồi, và nuôi nấng nó từng ngày. Không sao, bạn không phải là khờ. Bạn chỉ là cho cơ hội để họ có thể trân trọng bạn. Khi mà bạn cảm thấy là đã đủ rồi, thì bạn có thể dùng một vẻ mặt lạnh lùng để mà nói với họ rằng có không giữ, mất đừng tiền. Đủ thất vọng thì sẽ rời đi thôi.
Nhưng mà làm sao để biết khi nào mình đủ thất vọng? Khi mà có những người họ rõ là thất vọng đó, họ thất vọng nhiều nữa là đằng khác, nhưng mà họ vẫn chọn cách là không rời đi. Đó là khi bạn đủ yêu bản thân bạn. Khi ấy thì bạn sẽ lý trí hơn. Bạn sẽ nhận ra là bản thân không đáng để bị đối xử như vậy. Tình cảm, trái tim của bạn là để trao cho một người biết trân trọng, chứ không phải là để bị chà đạp và bị đối xử như vậy. Đủ yêu bản thân bạn thì bạn sẽ tự vạch ra được một cái thước đo lý trí về giới hạn của độ thất vọng mà đối phương tạo ra cho bạn. Có người từng tâm sự với mình vậy nè: làm sao để buông bỏ một người? Khi mà để quên đi đối phương thì họ dường như là quên luôn bản thân mình. Lúc đầu khi mà nghe cái câu đó thì mình cảm thấy tức cho sự nhu nhược của người nói. Nhưng mà sau đó nghĩ lại thì không sao, thay đổi cũng là chuyện tốt. Nếu đã quên đi mình của trước đây thì tại sao không nhân cơ hội này để tạo ra một phiên bản tốt hơn cho bản thân mình? Ở phiên bản lần này thì những thói quen tích cực sẽ được thêm vào. Như mình đã nói ở trên, thì nếu mà không thể ngăn cản mình nhớ họ thì hãy điều chỉnh thời gian nhớ họ ít đi một xíu, san sẻ qua việc yêu thương bản thân mình nhiều hơn, một phiên bản mới của bản thân với những điều tốt đẹp hơn, và hạn chế những khuyết điểm cũ đi. Bạn sẽ biết là lúc trước mình đã lệ thuộc vào đối phương quá nhiều rồi. Đời mà đâu thể biết trước được chuyện gì, đâu chắc ai sẽ đi cùng với ai đến cuối con đường. Thì ở phiên bản mới lần này, hãy học cách giữ lại hai phần cho bản thân khi mà yêu điên cuồng một ai đó. Như mình đã nói ở clip trước thì một tình yêu đẹp chỉ là một tình yêu chỉ nên yêu đối phương 8 phần thôi. Hãy thật lý trí và giữ lại hai phần để mà yêu lấy bản thân mình. Và đừng quá phụ thuộc vào họ, bởi khi mà bạn mãi chạy theo họ thì họ sẽ không biết giá trị của bạn. Họ sẽ cho điều đó là hiển nhiên. Thì lúc đó bạn hãy dừng lại và suy nghĩ kỹ xem mình có đáng bị như vậy không. Nếu mà bạn dừng lại rồi á mà họ vẫn không có ngoảnh mặt lại nhìn, vẫn không có động tĩnh gì cả, thì có nghĩa là bạn không quan trọng với họ. Có bạn cũng được, không có bạn cũng không sao. Là lúc đó là lúc bạn nên rời đi. Vòng tay của bạn đâu đủ lớn để cứ ôm mọi thứ vào người như vậy được. Mà cho dù có đủ lớn đi chăng nữa thì tại sao lại chọn ôm những thứ làm tổn thương bản thân mình vào người làm gì? Thay vào đó, hãy buông bỏ một vài thứ và chọn cho mình những lựa chọn mang lại hạnh phúc cho bản thân mình. Và ở cái độ tuổi này, mình chợt hiểu ra vài chuyện. Đó là đôi khi không phải chúng ta hết yêu mới rời đi, mà là chúng ta vẫn còn yêu đó, nhưng mà chúng ta biết xót bản thân mình. Chúng ta biết chúng ta không đáng để nhận những cái giày vò như vậy. Thế là ta chọn rời đi thôi. Ok, mình nghĩ video của mình tới đây là đủ dài rồi. Kết thúc được rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Nếu mà thấy video giúp ích được cho mọi người thì hãy like, share cũng như là đăng ký kênh để mà tạo thêm động lực để mình ra thêm nhiều video hay như vậy hơn nữa nha. Mình cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video của mình và chào tạm biệt.